ô tô lao xuống ao, tài xế điện thoại về nhà cầu cứu, nhưng vẫn thiệt mạng. Khi ô tô bị rơi xuống ao, tài xế Hở đã gọi điện về cho gia đình. Người nhà anh Hở đã thông báo các lực lượng chức năng xác minh, cứu hộ nhưng không kịp cứu tài xế này. Ngày 24 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc. Một tài xế tử vong trong chiếc xe ô tô bị lật dưới ao. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ ngày 23 tháng 6, người dân thôn Tám Kiệt và chính quyền xã Hữu Bằng phát hiện một xe ô tô mang biển kiểm soát Hải Phòng bị rơi xuống ao ở gần chùa làng. Quá trình tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện anh Phạm Quốc Hở, sinh năm 1982, đã tử vong bên trong. Sự việc nhanh chóng được thông báo cho cơ quan công an. Công an huyện Kiến Thụy đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, thu thập thông tin, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Theo lãnh đạo xã Hữu Bằng, trước đó, khoảng hơn 23 giờ, ngày 22 tháng 6, khi chiếc xe bị tai nạn, tài xế đã gọi điện cho người thân báo là bị mắc kẹt trong xe ô tô, bị lật nằm trên vênh nửa dưới ao, nửa trên bờ. Người nhà nạn nhân đã lập tức thông báo sự việc cho chính quyền xã và các lực lượng chức năng xác minh, cứu hộ. Nhưng khi đến hiện trường, thì phát hiện tài xế đã tử vong trong xe ô tô bị lật dưới ao. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định anh Hở tử vong là do bị ngạt nước khi chiếc xe ô tô lao xuống ao, rồi bị mắc kẹt bên trong. Được biết, trước đó anh Hở đến thăm trang trại của gia đình ở thôn Kim Đới, xã Hữu Bằng, và đến nửa đêm khi trên đường trở về nhà, thì xảy ra vụ tai nạn. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân xấu số cho gia đình lo hậu sự. Thử lái xe lu, mất luôn mạng. Thấy xe lu nổ máy mà không người lái, ông Trần Văn Rồi lên lái thử, rồi lọt luôn xuống kênh. Tử vong tại chỗ. Chiều ngày 19 tháng 6, Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An xác nhận nạn nhân tử vong dưới một con kênh. Thuộc địa bàn huyện này là do tự ý lái xe lu, đang thi công công trình. Danh tính nạn nhân cũng được xác định là ông Trần Văn Rồi. Sinh năm 1970, ngụ xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh. Khoảng 13 giờ, ngày 18 tháng 6, ông Rồi làm thuê cho công trình của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên DK tại ấp Bắc Đông, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh. Nhìn thấy chiếc xe lu đang nổ máy, đậu ven đường không có tài xế điều khiển. Tò mò, ông Rồi tự ý leo lên làm bác tải. Chiếc xe lu do ông Rồi lái, cứ thế lao xuống kênh và đè lên người ông, khiến ông tử vong tại chỗ. Bỏ tiền túi làm đường giúp dân, Mạnh Thường Quân tố bị công an còng tay vì không xin phép. Thấy đường nhỏ, lầy lội, ông Bùi Hoàng Anh đã bỏ tiền túi làm đường giúp dân, nhưng chính quyền xã cho rằng ông làm đường không xin phép nên còng tay đưa về trụ sở làm việc. Những ngày qua, ông Bùi Hoàng Anh, 39 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, gửi đơn khiếu nại đến báo Lao động về việc trong lúc làm đường giúp dân, ông bị công an xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi còng tay giữ nhiều giờ đồng hồ. Theo trình bày của ông Anh, ông là nhà thầu chuyên thi công các công trình xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung. Trong một lần đi qua ở ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, ông thấy con đường nhỏ tại đây, đường dài khoảng 100m, rộng 3m xuống cấp, khiến việc đi lại gặp khó khăn, ông quyết định làm đường giúp người dân. Ngày 4 tháng 5, ông Anh bỏ tiền túi 200 triệu đồng mua vật liệu, thuê nhân công, máy móc để thực hiện làm đường. Tuy nhiên, khi công nhân đang trắng nhựa đường, một số cán bộ công an xã Tân Thạnh Đông đi xe máy xuống, yêu cầu ngưng làm việc và tịch thu máy móc. Lúc đó, tôi vừa đi mua xăng về để đổ vào xe lu làm đường thì bị một số cán bộ công an xã Tân Thạnh Đông truy đuổi. Chạy được một đoạn thì bị ngã, thì hai cán bộ công an lập tức lao vào khống chế, còng tay tôi đưa về trụ sở công an. Tại đây tôi bị mắng nhiếc và bị giữ nhiều giờ liền, ông Thạnh bức xúc. Ông cho biết, ngoài việc còng tay, một số cán bộ công an xã Tân Thạnh Đông cũng có thái độ làm việc không đúng mực. Cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Tân Thạnh Đông đến làm việc với tôi và một số người dân, nhưng không đeo bản tên, không giới thiệu đơn vị công tác. Một cán bộ còn ngồi ẻo ẻo trên xe máy làm việc nhìn rất phản cảm, ông Anh nói. Ngoài ra, tất cả các tăng vật gồm xe lu, xe máy và điện thoại của tôi bị công an tạm giữ, nhưng không có bất kỳ một biên bản tạm giữ nào, ông Anh cho biết. Tôi là dân công trình, tôi biết khi xây dựng công thì phải xin phép chính quyền. Tuy nhiên đây là con hẻm rất nhỏ, chỉ vài hộ sinh sống và họ cũng đã xin phép chính quyền từ trước đó rồi. Ông Anh nói thêm,
đồng thời chia sẻ sau khi xảy ra sự việc, mình bị thương ở chân và tay phải đi khám chụp X quang. Chia sẻ với chúng tôi, ông Vi, 67 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thấy đường hư hỏng, xuống cấp nặng, anh Bùi Hoàng Anh đã bỏ tiền túi ra làm đường giúp một số người dân. Chúng tôi rất cảm ơn anh về việc làm này, về việc chính quyền xã Tân Thạnh Đông gây khó khăn, còn tay anh vì làm đường giúp dân, tôi vẫn không hiểu lý do vì sao. Liên quan vụ việc này, đại diện công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để có thông tin khách quan, đơn vị đã làm việc với ông Bùi Hoàng Anh và yêu cầu công an xã Tân Thạnh Đông báo cáo sự việc, khi có kết quả sẽ thông tin đến báo chí. Đoàn tàu rời ga Hà Nội với một hành khách duy nhất. Do thua lỗ kéo dài từ ngày 1 tháng 4 năm 2018, tuyến đường sắt Yên Viên - Hạ Long chỉ chạy một tuyến trên một tuần vào ngày thứ Sáu thay vì mỗi chuyến trên một ngày như trước đây. Tuy nhiên, mỗi chuyến cũng không đầy nửa toa hành khách. Hạ tầng giao thông đường bộ ngày càng phát triển thuận tiện hơn khiến đường sắt nhiều năm qua ngày càng thưa vắng khách. Đã từng thử nghiệm đoàn tàu du lịch 5 sao xuất phát từ Hà Nội đi Hạ Long nhưng đã thất bại do không có khách. Tuyến đường sắt Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội - Hạ Long - Quảng Ninh hiện nay chỉ còn duy trì mỗi tuần trên một chuyến vào ngày thứ Sáu. Tàu chỉ gồm một toa chở khách ghế cứng, quạt chổi than tồi tàn từ những thập kỷ 80 của thế kỷ trước và hai toa chở hàng hóa, nông sản. Nhóm phóng viên đã có dịp trải nghiệm chuyến tàu đặc biệt mang số hiệu 51501 xuất phát từ ga Yên Viên - Hà Nội đi thành phố Hạ Long. Chỉ còn 5 phút, đoàn tàu mang số hiệu 51501 khởi hành đi Hạ Long sẽ xuất phát cổng ga Yên Viên - Hà Nội, hiu hắt không một bóng hành khách. Chỉ duy nhất có một hành khách là bà Phạm Thị Bình, 69 tuổi, quê ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, đã đáp chuyến tàu từ Vĩnh Yên đến nhà ga Yên Viên từ 7 giờ tối hôm trước. Bà ngủ hàng ghế chờ để đi tiếp đến Hạ Long. Bà Bình cho biết dù đi xe ô tô khách rất thuận tiện nhưng bà thường say xe nên đành phải đi tàu hỏa. Theo quy định của ngành đường sắt, bà Bình được giảm 15% giá vé cho người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên. Bà Bình không đi hết tuyến mà chỉ mua vé đến ga Mậu Khê, Quảng Ninh với giá 46.000 đồng. Đúng 4 giờ 50 phút sáng, đoàn tàu mang số hiệu 51501 rời ga Yên Viên, Hà Nội đi thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Đoàn tàu gồm đầu máy kéo theo một toa chở hàng, một toa chở khách. Toa chở khách với hàng ghế cứng thiết kế từ những thập kỷ của 80 thế kỷ trước. Từ khi xuất phát từ ga Yên Viên chỉ còn một hành khách là bà Phạm Thị Bình. Hành khách lác đác trên tàu từ các ga lẻ trên tuyến đường sắt. Dù chỉ có một toa chở khách nhưng ghế trống chiếm phần nhiều, hành khách thoải mái ngả lưng tranh thủ ngủ. Đến ga kép Bắc Giang, đoàn tàu được nối thêm một toa chở hàng, hàng hóa chủ yếu của những người buôn chuyến. Nông sản chuyển đi Hạ Long liên tục được đưa lên tàu từ các ga xếp. Những người buôn bán nông sản phần lớn gắn bó với con tàu từ vài chục năm nay. Giống như những chuyến tàu chợ thời bao cấp, ông Nguyễn Văn Chuẩn, 69 tuổi, đã theo tàu bán nước chai chén từ nhiều năm nay, mỗi chuyến đi về lãi chừng 50.000 đồng. Từ khi tàu chuyển từ một ngày trên một chuyến xuống một tuần trên một chuyến, ngoài việc bán nước chè, ông còn bốc vác thuê cho bà con buôn nông sản, hoa quả kiếm thêm thu nhập. Nhiều hành khách quen đi tàu từ mấy chục năm trước vẫn không muốn từ bỏ không khí dân dã thân thuộc của những chuyến tàu chợ thời bao cấp. Trẻ em đi tàu sẽ đỡ say hơn nhiều so với đi ô tô vắng khách nên chúng thoải mái ngủ trong hành trình. Những chiếc quạt chổi than cũ kỹ được sử dụng từ thời bao cấp không mấy khi hoạt động. Đoàn tàu 51501 đã phải phanh gấp để tránh gây tai nạn cho một phụ nữ này khi định vượt qua đường sắt mà không quan sát. Trên toàn tuyến đường sắt này có rất nhiều đường ngang dân sinh không hề có rào chắn hay biển báo. Ông Nguyễn Bá Vinh, đội trưởng đội tàu phụ trách tuyến Yên Viên - Hạ Long cho biết, trước đây khi tàu chạy một ngày trên một chuyến, mỗi tuần trung bình xảy ra 3 vụ tai nạn. Từ khi giảm xuống còn mỗi tuần trên một chuyến, số vụ tai nạn giảm hơn trước. Bà Nguyễn Thị Nhung đã vài chục năm nay theo tàu buôn bán hoa quả, phải đưa hai cháu nội ngoại theo do nhà không có ai trông nom trong thời gian các cháu nghỉ hè. Bà Nhung cũng như những người buôn chuyến theo đoàn tàu rất mong muốn duy trì mỗi ngày một chuyến như trước kia vì theo bà đi tàu an toàn hơn, giá cước rẻ hơn và đỡ say hơn đi ô tô. Do chỉ có một toa chở khách
nên cũng chỉ có duy nhất một người soát vé cũng như đưa đón khách là chị Hoàng Thị Phương Thanh. 11:20, đoàn tàu 51501 đến ga Hạ Long. Đây là nhà ga mới được xây dựng hiện đại, nhưng mỗi tuần chỉ đón một tuyến tàu đến và đi trong ngày thứ 6.